Xin chào mọi người. Mọi người có biết giống chó khổng lồ thông minh nhất thế giới là giống chó nào không? Giống chó khổng lồ thông minh nhất thế giới. Rottweiler. Chắc là sẽ có rất nhiều bạn phản đối. Về việc mình nói là Rottweiler là giống chó thông minh nhất thế giới. Mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy. Đây là một cái công trình nghiên cứu của một giáo sư ở của một giáo sư đại học Canada. Mọi người cùng xem. Mọi người muốn tự tìm hiểu thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu. Bây giờ mạng thông tin nó rất là ok. Đây, có cái từ khóa tìm kiếm là bằng tiếng Anh intelligent dog và xem ở kết quả ở wiki, mọi người sẽ thấy kết quả đầu tiên đây, nó ra đây. Đây nhá, thực ra đây nó là mình sẽ dùng bằng cái ngôn ngữ tiếng Việt để cho mọi người xem. Đây là một cái kết quả nghiên cứu của cái một cái ông giáo sư đại học người Canada tên là Coren. Người ta sẽ giới thiệu rất là chi tiết tất cả các cái thứ liên quan, nhưng mà cái mà chúng ta cần quan tâm ở đây ấy là nó có ba thứ. Một là người ta chia ra là ba cái thể loại trí thông minh khác nhau, thì người ta xếp nặng nhất là ở cái trí thông minh làm việc và vâng lời, bởi vì nó liên quan đến cái khả năng học hỏi từ con người của một con chó. Có trí thông minh bản năng, trí thông minh thích ứng. Rồi cái xếp hạng này ấy, thì là nó được sử dụng cái kết quả của 199 các cái giám khảo về chó làm việc của câu lạc bộ chó giống Mỹ và câu lạc bộ chó giống Canada. 199 giám khảo nhá. Và các cái giống chó được xem xét để xếp hạng là ít nhất có từ 100 giám khảo xếp hạng trở lên mới được xếp. Thì cái bảng xếp hạng này ấy, người ta đưa ra là một cái bảng xếp hạng chính thống và được thừa nhận. Thì nó xếp hạng tổng cộng 138 giống chó. Theo đấy mọi người nhìn nhá. Cái giống chó mà được đánh giá là thông minh nhất thì nó đây. Poly Poodle Berger này, Golden Doberman, Papillon, Rottweiler. Thì tại sao mình nói là cái con Rottweiler là cái giống chó khổng lồ thông minh nhất thế giới? Bởi vì sao? Trong tất cả 10 cái giống chó thông minh nhất này thì chỉ có duy nhất con Rottweiler được xếp là chó khổng lồ thôi. Là khi trưởng thành, con chó trưởng thành nó cân nặng trên 45 cân thì người ta xếp cái giống chó đấy là cái giống chó khổng lồ. Còn tất cả các cái giống chó ở bên trên, một nó là chó nhỏ, hai nữa là nó là ở cỡ vừa hoặc là cỡ to. Cái cỡ to là con chó trưởng thành từ 26 cho đến 45 cân xếp là chó cỡ to. Trên 45 cân thì nó xếp là chó khổng lồ. Thì đây là mình dịch ra để mà cho nó mọi người có thể xem, mọi người thấy luôn được nhá. Còn cái bản gốc của nó thì ai mà có thể tìm hiểu bằng tiếng Anh thì sẽ xem cái bản gốc, thì cái ý nghĩa của nó sẽ chính xác hơn, nó chính xác 100%. Còn trong cái bản dịch thì nó sẽ có thay đổi một chút, một số cái từ ngữ có thể nó dịch nó không chính xác. Thì mọi người hoàn toàn, mọi người có thể tự tìm hiểu được. Rồi, sang đây để nói chuyện với mọi người tí. Thì đấy là một cái nghiên cứu khoa học đàng hoàng, một cái công trình được công bố ở trên toàn thế giới, chứ không phải là mình thích thì mình nói đâu. Mọi thứ là chúng ta nó cần có một cái kiểm tra và nó có những cái xếp hạng và nó chuyên nghiệp. Như con Rottweiler là cái giống chó khổng lồ duy nhất nằm trong top 10 các giống chó khổng lồ nhất thế giới, thì đồng nghĩa với việc nó chính là cái giống chó khổng lồ mà thông minh nhất thế giới, bảng xếp hạng những giống chó thông minh.
lặp lại cái câu chuyện thì có nhiều người nuôi các cái giống chó khác, hoặc là bản thân nuôi rốt, hoặc là nuôi các giống chó khác, thì mọi người có những cái nhận xét là cái giống rốt nuôi nó tốn cơm đấy. Đấy, như mọi người xem ấy, nuôi tốn cơm mà nó ngu lắm vì thế này thế kia, thì mọi người phải xem lại nhá. Bởi vì là nếu mà nó như mọi người nói thì cả thế giới này sai chỉ có duy nhất là các bạn đúng thôi, chỉ có duy nhất các bạn đúng thôi, còn cả thế giới này sai các bạn. Là một thôi, Siro ngồi yên đây. Nếu mà cái con chó mà một ai đấy nuôi mà nó kém thông minh nhá, thì một là các bạn phải hiểu là ở trong một cái giống chó đấy, một giống chó thông minh không phải tất cả các con chó đều thông minh. Người Việt Nam là khéo tay, rồi người Việt Nam là nhanh nhẹn, nhưng không phải tất cả mọi người Việt Nam đều khéo tay và nhanh nhẹn. Mọi người phải hiểu nó là như thế. Một cái giống chó thông minh, cực kỳ thông minh, nó được xếp hạng trong 138 giống chó mà được người ta quan tâm đến, và được xếp hạng bởi 199 giám khảo, là những cái người chuyên nghiệp ở trong cái việc huấn luyện rồi thi các cái con chó về cái sự thông minh. Nào, lên đây ngồi. Thì nó không thể nào là cái câu chuyện để mà một số bạn ý kiến theo cái kiểu như vậy. Nếu mà cái con chó của một ai đấy mà nó kém thông minh thì đơn giản là cái cá thể đấy thôi, chứ nó không phải nói về cái giống chó được. Còn cái giống chó nó có thông minh hay không thì những cái con chó giống của nhà mình ấy, là mình chia sẻ với mọi người là các cái con chó ở trại nhà mình ấy, khi mình nuôi ở nhà mình nuôi như chó ta, hoàn toàn thoải mái, không có dạy dỗ bất kỳ một cái gì cả. Mình nuôi như chó ta, tiếp xúc với chúng nó như là cái con chó ta mà bình thường các cụ nhà ta hay nuôi, chỉ có điều nó gần gũi hơn thế thôi. Còn về cái bởi vì sao, bởi vì mình không có cái thời gian nhiều để mà mình dạy chúng nó để thế này thế kia, cho nên người ta mới phân biệt ra là người nhân giống và người huấn luyện. Người huấn luyện chó nó là một nghề, nó cần công phu, nó cần thời gian, nó cần rất nhiều thứ. Còn thường thường các cái trại giống lớn thì đồng thời người ta cũng là người nhân giống luôn, nhưng ở cái mức độ vừa phải thôi. Là người huấn luyện luôn nhưng ở mức độ vừa phải thôi. Còn nếu mà những cái bài huấn luyện cao cấp cần nhiều công sức thì người ta sẽ nhờ một cái đội khác chuyên huấn luyện để huấn luyện cho, kể cả ở nước ngoài nó cũng như vậy. Thì cái câu chuyện ở đây là về cái khả năng học hỏi của cái giống chó, khả năng học bài và học từ những cái cử chỉ của con người là cái điểm mà người ta đánh giá cao nhất. Thì ở trong cái bảng xếp hạng ấy thì mọi người có thể hiểu được là tại sao các cái con chó của nhà mình ấy, các con Rottweiler của nhà mình, nó không, mình không dạy nó cái gì cả mà chúng nó tự biết. Bởi vì là chúng nó tự qua cái lần này mình nói ok, khen nó là chúng nó biết là tốt, thế này là tốt, thế kia là tốt, chứ mình không hề dạy nhá. Còn nếu mà về dạy, nếu mọi người mà thích dạy chó thì đầu tiên mọi người hãy dạy chúng nó ngồi trước, đầu tiên đứng nằm ngồi đi, rồi những cái khác thì mọi người từ từ mọi người dạy sau đi. Bởi vì cái việc dạy cái con chó của mình đôi khi nó là cái sở thích của chúng ta. Chúng ta muốn dạy để cho nó biết cái này biết cái kia, nó là một cái sở thích, một cái thành tựu. Làm thầy giáo dạy chó hay là để cho con chó của chúng ta nó tương tác với chúng ta tốt hơn. Còn bình thường mà nuôi bình thường ấy, cái giống rốt này, cái bản năng của nó là bản năng bảo vệ mọi người nhé. Bảo vệ chủ, bảo vệ bầy đàn, bảo vệ gia đình, bảo vệ tài sản. Cho nên là mình nuôi chúng nó mà mình không có huấn luyện cái gì cả, mình chỉ cần huấn luyện, mình chỉ cần chúng nó một cái là gì, nói chúng nó nghe lời, chủ nói chúng nó nghe, nói không là không, bảo đi là đi, bảo dừng là dừng. Đấy là chúng ta phải kiểm soát được con chó như thế. Để mà bởi vì nó là một cái giống chó rất là to, chúng ta nuôi chúng nó chúng ta cần phải kiểm soát được chúng nó chứ không mà dạy ai đấy mà dạy chó mà dạy nó làm kính thưa các thể loại bài nhưng mà chủ bảo nó thờ nó quay đi thì thôi là hỏng rồi đấy. Tức là những con chó đấy là những con chó mà biết làm việc nhưng không phải là những con chó tốt để nuôi. Và mọi người về hai cái đấy là hai cái mà chúng ta khi nuôi những cái giống chó to này chúng ta phải hết sức là lưu ý. Có thể một con chó nó giải nọ giải kia, tức là nó qua các cuộc thi chính thống rồi nó ăn giải,
ở cái người dạy dắt nó ấy, thì nó phục tùng hoàn toàn cái người dạy đấy, nhưng mà về cái người chủ là một người khác, có thể nó chẳng phục tùng người chủ, thì đấy là một con chó không tốt để nuôi, bởi vì nó nguy hiểm khi mà nó không phục tùng chúng ta. Chúng ta cần đấy, khi mà chúng ta nuôi chó là chúng ta nuôi trên cái tinh thần là con chó là thành viên ở trong nhà, là một người bạn, thì chúng ta cần con chó nó cần phải có cái sự phục tùng chúng ta và nó phải có cái gắn kết tình cảm. Đấy là cái quan trọng nhất. Còn cái giống chó khôn thì nó có cái lợi thế của nó là gì? Là tự nó học được, tự nó tiếp xúc với chúng ta nhiều nó sẽ học được. Và không cần phải bàn cãi nữa về cái việc là giống chó khôn nhất thế giới, giống chó khổng lồ khôn nhất thế giới là Rottweiler. Đây này nào, mấy con khôn nhất thế giới đây này. Xin đây này. À, chào mọi người cái nào. Đây mọi người thấy không? Đây là cái rượu đấy. Thấy không? Khi mà chúng nó vài lần thôi thì chúng nó sẽ biết đấy là cái cưng nựng và để ý cái sắc thái biểu cảm của chúng nó. Thấy không? Này nó có ôm nhau cả ngày. Đấy là cái mà cái con rốt ở các cái giống chó khác là mọi người sẽ rất là khó gặp được. Nó một cái sự thích ứng với lại con người, khi mà sống cùng với chúng ta nó có một cái sự thích ứng, nó tự học. Bởi vì sao? Nó là cái giống chó khôn nhất ở trong các cái giống chó khổng lồ. Nó rất là khôn, nó tự học được. Xin chào mọi người nhá, hẹn gặp lại mọi người ở các video.